bác chủ quán đâu mất rồi nhỉ? Thôi, mình ra bàn ngồi đợi vậy. Con bé đánh giày kia, mày ngồi đây làm gì đây? Dạ, cháu vào đây mua nước ạ. Ngâm mày còn chẳng đủ để ăn, thế mà mày còn định đòi vào đây mua nước à? Dạ, cháu có tiền ạ. Chủ quán, cho cốc nước. Mày, mày đi đây. Ai, con vợ chồng ơi. Cậu uống nước gì? Cho cốc nước mía. Vâng vâng, đợi tôi một chút. Đây đây, của cậu đây. Bà chủ tính tiền. Chị ơi, hôm nay chị đi làm, chị mua cho em cốc nước mía nhá. Mà chị nhớ, chị phải mua 2 cốc đấy. Chị phải uống cùng với em. Ừ được rồi, em nằm nghỉ đi. Chị đi đây. Thank you.
mía về cho